Dầu hai con mắt khó hai bàn tay, anh Nguyễn Văn Nơi trú tại đường Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình bắt đầu câu chuyện của mình như thế. Nhưng chứng run tay, hậu quả của lần tai biến cách đây nhiều năm đã khiến anh không thể điều khiển nổi đôi tay của mình. Từ một người khéo léo, anh trở thành kẻ vụng về trước mắt mọi người. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến anh, một người mạnh mẽ, luôn làm chủ cuộc sống của mình, trở thành một người tự ti mặc cảm. Thật sự ra thì tôi bị một cái tai biến. Thì sau khi điều trị xong ở Bệnh viện Thống Nhất về, thì mình mới phát hiện ra bên cạnh cái tai biến đó mình bị rung. Và tôi bị rung trong cái thời gian là cách đây 10 năm. Trong cái quá trình này thì cũng đi điều trị bệnh rung. Nhưng mà sự thật ra thì tới trước cái ngày mà sử dụng Vương Lão Kiện thì hầu như là chưa một cái loại thuốc nào đem tới một cái giải pháp là hết bệnh rung. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là như thế này. Thật sự ra ông ngoại tôi, ông Dương Văn Miễn là một thầy thuốc rất là nổi tiếng về Đông Y. Tôi rất nhớ lời ông ngoại như thế này. Sử dụng Đông Y, sử dụng thuốc Đông Y thì lúc nào cũng tốt hơn sử dụng Tây Y. Khi sợ vô mạng thì tôi tìm thấy đến cái Vương Lậu Kiện trị bệnh rung. Và khi mà sợ mà tôi biết rằng đây là một loại thực phẩm chức năng, một cái loại thực phẩm chức năng chứ không phải thuốc để điều trị. Và tôi quyết định là dùng thử. Và khi dùng thử cái này, qua một thời gian đâu khoảng 3 tháng, tôi cũng không để ý lắm, nhưng vào khoảng 3 tháng, thì tôi cảm nhận được rằng những cái sinh hoạt của tôi nó đã hết rung. Khi sử dụng máy vi tính, khi sử dụng điện thoại, bấm phím, thì lúc đó tự nhiên tôi thấy, hôm nay sao nó lại hết rung rồi. Thì lúc đó tôi rất là mừng. Cái vấn đề sử dụng Vương Lậu Kiện, tới ngày nay mặc dầu thật sự mình đã không còn rung nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục sử dụng thực phẩm chức năng này để duy trì. Cùng với thuốc điều trị, sự nỗ lực và niềm tin của bản thân, chứng run tay của anh dần được cải thiện. Giờ đây, khi chứng run tay chỉ còn là quá khứ, anh thấy mình thật may mắn vì luôn có thực phẩm chức năng Vương Lão Kiện cùng song hành và giúp hỗ trợ điều trị.